Sau 6 ngày thi đấu chính thức tại Army Games 2021, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đã thi đấu hết mình và giành được nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật là chiếc huy chương bạc chung cuộc ở môn thi cúp biển và huy chương đồng chung cuộc ở môn thi kinh tuyến. Sau đây là kết quả thi đấu mới nhất của các đội tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay. Chiều nay, theo kết quả từ tổ trọng tài, ở môn thi cúp biển, đội tuyển Hải quân Việt Nam đã giành huy chương bạc chung cuộc, xếp sau nước chủ nhà Hải quân Liên bang Nga và trên đội tuyển Hải quân Trung Quốc. Trong đó, nội dung bắn pháo đối hải AK-176, chúng ta đã xuất sắc giành giải nhất. Đây là thành tích thi đấu rất ấn tượng khi lần đầu tiên đội tuyển chúng ta tham dự môn thi này. Lần đầu tiên tham dự Army Games, nhưng đội tuyển kinh tuyến Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, trình độ của mình trên đấu trường quốc tế. Qua các phần thi, cắt góc phương vị, tiếp sức địa hình và bắn súng AK-74, các tuyển thủ của đội tuyển kinh tuyến của đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương đồng chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về đội tuyển kinh tuyến Liên bang Nga. Được làm quen với các mô hình trước ngày thi đấu chính thức, hôm nay các đối tượng trung cấp của đội tuyển tiếp sức quân y Việt Nam đã thực hiện tốt 4 kỹ thuật chuyên ngành để sơ cấp cứu ban đầu cho thương binh với thời gian không quá 10 phút cho một thao tác kỹ thuật. Đây là nội dung chỉ tính điểm trừ vào tổng điểm chung cuộc của từng đối tượng dự thi mà không xếp thứ hạng. Sau khi hoàn thành 3 ngày thi đấu ở nội dung nấu ăn và làm bánh theo thực đơn tùy chọn vào tối qua, đội tuyển bếp sát chiến Việt Nam hiện đang đạt 73,4 điểm và xếp sau đội chủ nhà Uzbekistan 126 điểm và Liên bang Nga 116 điểm.